Thầy xin chào tất cả các bạn và toàn thể các em. Các bạn và các em yêu quý, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tiết thứ hai trong bài hàm số. Các em nhé, đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung đó là uh, tìm hiểu về đồ thị của một số cái uh, hàm số tiêu biểu. Đó, ví dụ như là hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai. Được không nhỉ? Và sau đó thì chúng ta sẽ khảo sát cái tính chất Đồng biến, nghịch biến Của các hàm số đó Rồi, thế thì phần này kiến thức thầy nghĩ là không khó đâu Tại vì cái này người ta cũng chỉ nhắc lại Các cái kiến thức mà chúng ta học từ phần Cho cơ sở thôi, thì thầy nghĩ là sẽ rất là dễ Các em nhớ tập trung để ý vào bài giảng các em nhé Nào Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với Đó là à Đây, tiếp nối Phần tiết 1, các em có hai nhỏ Đó là tìm hiểu về đồ thị của hàm số à, Các em nhớ cho thầy Ờ, trong bài học trước thì mình đã được học đó là hàm số chỉ là một cái quy tắc đúng không tương ứng với mỗi một cái giá trị của x khi khi thay vào uh, biểu thức hàm số đúng không công thức hàm số thì chúng ta sẽ thu được chỉ một tương ứng chỉ một giá trị của y thôi công nhận không nhỉ đó và chúng ta nhớ rằng là hàm số có thể cho bằng nhiều cách có thể cho bằng uh, biểu thức này có thể cho bằng bảng có thể cho bằng uh, uh, cái, cái 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 hình vẽ uh, đồ thị đúng không nó có thể cho bằng uh, biểu đồ đấy vân vân. thì đấy đồ thị của hàm số bản chất là một cái hình vẽ đúng không nhỉ? trên mặt phẳng tọa độ nó mô tả cái một cái đường cong trong đó thì thể hiện cái mối liên hệ uh, của y uh, theo x trong đó. chuẩn chưa nhỉ? đó. thế thì ngày xưa chúng ta đã học rồi ví dụ như là đường thẳng y bằng a cộng b ấy, thì đồ thị của nó đồ thị của hàm số bậc nhất đó sẽ là một cái đường thẳng công nhận không? đó. còn nếu mà uh, đồ thị của hàm số bậc hai đúng không? y bằng ax bình ấy thì chúng ta sẽ có đồ thị là một cái đường cong parabol. Ok. Đây là kiến thức căn bản từ phần cho cơ sở. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức của mình. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện hoạt động 4. Quan sát hình 6.2 và hãy cho biết những điểm nào sau đây là thuộc trên đồ thị của hàm số y bằng 1 phần 2x bình. Đấy, em thấy không? Người ta đã vẽ cho em rồi. Đây là đồ thị y bằng ax bình. Đúng không? chắc chắn là một đường cong parabol. Ở đây chúng ta quan sát thấy hệ số A của em là 1 phần 2 là dương chứng tỏ đồ thị có cái bề lõm, đúng không? Parabol này có bề lõm hướng lên trên, đúng không? Và nó đi qua gốc tọa độ O00, chuẩn rồi. Thì bây giờ người ta cho mình các điểm 00 này, 22 này, trừ 22, 12 và âm 12. Hãy nhận xét về mối quan hệ giữa hoành độ và tung độ của những điểm nằm trên đồ thị. Rồi, bây giờ muốn biết là những điểm này có nằm trên đồ thị hay không thì thực ra chúng ta chỉ cần thay tương ứng x y vào nếu thực sự một điểm thuộc trên đồ thị chúng ta thay x và y của nó vào thì hai vế nó phải bằng nhau thế là xong còn nếu mà thay vào nó khác nhau thì chứng tỏ điểm đó không nằm trên đồ thị thế thôi đúng không đó rất đơn giản thế đây người ta đã cho mình biết sẵn rồi các điểm này chắc chắn nằm trên đồ thị thế thì tọa độ của nó phải thỏa mãn cái biểu thức cái công thức hàm số kia ở đây người ta đang cho em hàm số dưới dạng đó là công thức Ta chỉ cần thay vào để xem nó có khớp không thôi Nếu mà khớp thì chắc chắn là ok thôi Như vậy ta thay vào nhé Rồi, dựa vào đồ thị thì ta thấy các điểm 0, 0, rồi 2, 2 và trừ 2, 2 thì nằm trên cái đồ thị âm số y bằng 1 phần 2 x bình. Chúng ta thay 3 điểm này vào ta thấy thỏa mãn, còn các điểm khác thì chúng ta thấy là sẽ không thỏa mãn. Đúng không? Đó Vì chúng ta đã nhận ra được đó là Thay vào thì 1 phần 2 nhân 0 bình thì bằng 0 1 phần 2 nhân 2 bình thì bằng 2 Và 1 phần 2 nhân âm 2 tất bình Thì cũng bằng 2 Đúng không? Đấy Còn các cái điểm khác thì ta thấy không thỏa mãn Như vậy những điểm nào có tọa độ kiểu như X và 1 phần 2 x bình Thì sẽ nằm trên đồ thị Tức là thuộc trên đường cong parabol này Được không nhỉ? Đấy Ta hiểu chưa? Chúng ta cùng nhìn quay trở lại với đô thị ban đầu nhé. Em sẽ thấy điều này. Đó. 0, 0, 2, 2, 2, 2. Mọi người có thể tìm ba uh, cái điểm này bằng cách gióng lên. Các em gióng lên trên mặt phẳng tọa độ OXY này. Em sẽ thấy những điểm đó sẽ nằm trên đường cong màu vàng này ngay. Mọi người thử gióng nhé. O 0, 0, quá đúng rồi nhé. 2, 2, đúng luôn. Và trừ 2, 2, đúng luôn. Thế còn các điểm khác em sẽ thấy ví dụ như 1, 2 Đúng không? Hoặc là âm 1, 2 thay vào ta thấy không thỏa mãn Và giống trên đồ thị hàm số ta giống trên mặt phẳng tọa độ Ta sẽ thấy những điểm đó không nằm trên cái đường cong đã cho Như vậy chúng ta có thể chốt kiến thức chỗ này Đồ thị của hàm số y bằng fx nào đó Thì bản chất nó chỉ là một cái đường thôi Đúng không? Thường là có thể là đường cong hoặc đường thẳng Công nhận Đúng không nhỉ? Nó là một cái đường cong hoặc đường thẳng nào đó Đúng không? vẽ trên mặt phẳng tọa độ đấy thì đồ thị này của một cái hàm f hàm f này xác định trên tập d thì chính là tập hợp của tất cả các cái điểm m có tọa độ x và fx trên mặt phẳng tọa độ và với mọi x thuộc d hiểu đơn giản có nghĩa là đồ thị hàm số chỉ là tập hợp của tất cả những cái điểm mà thỏa mãn cái công thức hàm số đó nó nối lại đúng không thì nó sẽ trở thành một cái đường cong đúng không đường cong phẳng và chúng ta thấy trong chụp này thì đây là một đường cong liên tục Các em để ý nhìn từ trái qua phải nếu đường cong này liền mà không bị đứt tại đâu thì người ta gọi đó là những cái đường cong đồ thị là đường cong liên tục nhớ chưa nó không bị gián đoạn tại đâu đấy thấy chưa nhỉ và đây tất nhiên chúng ta đang xét cái hàm số này trên tập xác định là R vì đây là đa thức không có điều kiện ràng buộc gì R vậy nên cái đường cong này cũng đang được vẽ trên toàn bộ mặt phẳng tọa độ tức là toàn bộ trên cái trục số của em nếu mà xét trên trục số x của em ở đây thì là toàn bộ trục số thực là R và cái tập giá trị y của em cũng là toàn bộ cái 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 cái, cái, cái phần lần này chúng ta thấy là cái miền giá trị y của em thì sẽ là miền trên trục hoành. Tại vì 1 phần 2 x bình của em là luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy chúng ta tự tìm ra được cái tập xác định và tập giá trị luôn nhé. Thầy nhắc lại này, tập xác định là tập của x đúng không? Vậy d của chúng ta là r. Còn tập giá trị y ta đánh giá được là y lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy là tập giá trị sẽ là ngoặc vuông từ 0 đến dương vô cùng. Mọi người phân biệt được chưa nhỉ? Đó, đây là một số cái nhận xét của chúng ta. Đấy, quan sát cái đồ thị này chúng ta cũng nhận ra được luôn cả cái tập xác định tập giá trị luôn. Đó, nó chỉ là tập hợp của tất cả các cái điểm M có tọa độ là x và y của nó chính là fx, đúng không nhỉ? Mà chúng ta đang xét trên tập hợp D là tập xác định. Nó vẽ trên mặt phẳng tọa độ mà thôi không có gì nhé đó khi vẽ thì chúng ta chỉ cần lấy khoảng 5 điểm gì đó thôi ví dụ em lấy không này cộng trừ một này cộng trừ hai rồi em gióng lên em vẽ thì đồ thị này em sẽ thấy ngày xưa ta học rồi là đối xứng qua trục tung vì đây là đồ thị của hàm số chẵn hàm số chẵn là em thay hai số đối nhau vào ấy, cộng trừ một cộng trừ hai vào nó đều ra kết quả bằng nhau hết thì gọi là đồ thị hàm số chẵn ta học rồi nhỉ ừ. đối xứng qua gốc tụi, à, đối xứng qua trục trục tung OI. Còn nếu như mà thay hai số đối nhau vào mà nó ra hai kết quả ngược nhau thì đồ thị đó còn gọi là đồ thị của hàm số lẻ. Thì lúc đó nó sẽ đối xứng qua gốc tọa độ O. Kiến thức này thầy nói mở rộng thêm về hàm số chẵn lẻ, chúng ta để ý thêm cho thầy nhé. Để từ đó chúng ta có thêm những cái nhận xét mới. Được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta xong phần này rồi. Ví dụ 4 viết công thức của hàm số đã cho ở hoạt động 3b tìm tập xác định tập giá trị và vẽ đồ thị hàm số này Các em cùng đọc lại cho thầy hoạt động 3b để xem nó là cái gì nhé đó thì trong hoạt động 3b chúng ta tìm hiểu lại ta sẽ thấy đó là cái 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 tính uh, tiền điện hàng tháng đúng không phụ thuộc vào số điện tiền điện là y còn số điện là gì là x thế thì ở đây chúng ta sẽ có ngay một cái công thức hàm số chúng ta bài đó ta đã tìm hiểu ra rồi xét trong khoảng 50 số đầu từ 0 đến 50 ấy, thì công thức của đồ thị hàm số công thức của hàm số lúc đó sẽ là 1,678x lúc đó nó theo tỷ lệ bậc nhất đúng không nó tuyến tính nhân muốn tính số tiền thì em nhân số điện với giá tiền tương ứng thôi thì ở đây nó có một mối quan hệ bậc nhất vậy chúng ta chốt chúng ta vẽ đồ thị hàm số y bằng 1,678x với x thuộc trong đoạn từ 0 đến 50 và chúng ta đọc được ngay Tập xác định của hàm số này lúc này D của em là đoạn của x chính là từ 0 đến 50. Được chưa nhỉ? Còn đoạn của y muốn biết bao nhiêu cả lớp sẽ chỉ cần thay vào thôi vì chúng đang có mối quan hệ tuyến tính bậc nhất. Em chỉ cần thay cho thầy hai cái đầu 0 và 50 cả lớp thay vào thôi. Đúng không? Thì cả lớp sẽ thu được ngay đó là y nằm trong đoạn là từ 0 cho đến là 83,9. Và vẽ đồ thị em sẽ thấy nó là một ngày xưa ta hay gọi là một đường thẳng. Nhưng mà xét trên toàn tập R ta mới có đường thẳng, còn ở đây là chúng ta đang chặn trên một cái đoạn AB, bởi vậy chúng ta chỉ có một đoạn thẳng các em nhé. Thầy đã khẳng định ở trong tiết 1 rồi đấy. Nó bị chặn ở hai đầu và chúng ta không kéo dài được ra nữa. Nó là một đoạn thẳng. Đó, các em vẽ rất là dễ, chúng ta lấy hai điểm rất đơn giản thôi. Chọn luôn cái điểm không ấy, thay vào thì y bằng 0 và chọn luôn 50 thay vào thì ra 83,9. Như vậy là chúng ta vẽ rất là nhanh. Vẽ đường thẳng là một cái rất là quen, học hồi cơ sở rồi. Chỉ cần lấy tọa độ hai điểm AB nào đó nối lại là xong. Đúng không? Rồi, em thấy nó đi lên không? Đồ thị này có hệ số A dương, ngày xưa ta học rồi, hàm số bằng nhất ấy. AX cộng B, A dương thì đi lên từ trái qua phải. Tức là đồng biến đấy, ở đây, đúng không? Ừ. Đồng biến ở trên cái đoạn đã cho. Quan sát hình 6.3 chúng ta sẽ thấy điều này nhé. Đấy chính là sự phụ thuộc của Y theo X. Y là số tiền phải trả nghìn đồng và phụ thuộc vào X là số kWh. Chúng ta đến với luyện tập 2, câu A, dựa vào đồ thị của hàm số y bằng 1 phần 2 x bình trong hình 6.2, hãy tìm x để sao cho y bằng 8. Câu B, vẽ đồ thị của các hàm số y bằng 2 x cộng 1 và y bằng 2 x bình trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Rồi, một câu hỏi rất là quen thuộc. Em có thấy không, ừ, khi người ta đã cho mình một cái biểu thức, công thức hàm số rồi, cho x thay vào thì mình sẽ tìm được y, công nhận không? Đấy là tính giá trị của hàm số tại một điểm. Còn nếu bây giờ người ta cho y thì em cũng sẽ tìm được x đúng không? Em thay y bằng 8 vào thì em giải phương trình. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm được hai giá trị nhé. Đúng không? Tại vì đây là x bình mà thì kiểu gì cũng sẽ tìm được hai cái giá trị đối nhau. Cái này giải phương trình đại số quen thuộc thôi. Còn câu B chúng ta sẽ vẽ cả hai đồ thị, một cái là đường thẳng đúng không? Một cái là đường cong parabol trên cùng mặt phẳng tọa độ. Cái này có thấy giống hồi năm lớp 9 không? Giống không? Quá giống nhỉ. Vẽ hai cái này thì em sẽ sử dụng các kỹ thước nếu mà muốn vẽ đẹp ấy, thì mình sẽ dùng thước kẻ và cái thước cong parabol ấy. Đó thì nó sẽ vẽ đẹp hơn. Đường thẳng thì chỉ cần lấy khoảng 2 điểm thôi. Còn uh, parabol thì có thể lấy uh, 3 đến 5 điểm. Có thể lấy bên dương thôi thì lấy đối xứng sang bên kia. Vì nó đối xứng qua trục tung Oi ở giữa mà. Lấy bên này xong lấy đối xứng sang bên kia thì cũng được. Còn nếu không thì kẻ một cái bảng phụ ra, bảng điểm phụ ấy khoảng 5 điểm rồi vẽ nhé. Nối vào là ra. Đấy thì parabol này có cái bề lõm là hướng lên trên. Và nó sẽ nằm gọn trên cái, uh, nó nằm trên cái vùng trên trên trục hoành đúng không? Hướng lên vì cái này nó không không âm. Và em vẽ xong thì em có thể uh, tiện thể em đọc luôn cho thầy tọa độ giao điểm nếu có nhé. Tại vì cái tọa độ giao điểm AB cũng là một cái rất là quen thuộc với chúng ta. Đúng không? Em còn nhớ chứ? Đó. Sau đó ta khớp lại với cái việc đó là chúng ta giải phương trình hoành độ giao điểm kèm cho hai cái y này bằng nhau rồi tìm ra tọa độ hai giao điểm AB xem là chúng ta nếu mà chúng ta mà giải chuẩn thì chúng ta phải đối chiếu lên trên đồ thị thì ta phải thấy chuẩn thì chứng tỏ là ta vẽ đúng. Còn nếu bây giờ chúng ta giải phương trình hoành độ giao điểm nhé, sau đó ta khớp lại lên trên đồ thị mà ta thấy nó lệch, chứng tỏ là ta vẽ sai. Mọi người hiểu chưa? Đó. Thì đấy gọi là tìm tọa độ giao điểm bằng đồ thị và bằng cả phương trình hoành độ. Cái này ta ôn lại một tí hồi năm lớp 9 thôi. Các em làm được đúng không? Ừ. Để cho y bằng 8 thì chúng ta giải 1 phần 2 x bình bằng 8 nhân chéo lên được x bình bằng 16. Chúng ta khai căn ra cộng trừ nhé. Cộng trừ 4 như vậy là có hai điểm thỏa hai cái giá trị x tức là cái phương trình này có hai nghiệm ừ, thỏa mãn đúng rồi tại vì nếu mà xét trên đồ thị hàm số cả lớp để ý thấy nếu như chúng ta có một đường cong parabol ở đây và bây giờ em vẽ một đường thẳng nằm ngang y bằng tám cắt qua đồ thị thì kiểu gì nó cũng sẽ cắt tại hai điểm trái dấu chắc chắn là. nếu chúng ta tưởng tượng ấy vẽ một đường thẳng nằm ngang đó là hàm hằng y bằng tám cắt ngang qua cái chỗ y bằng tám thì kiểu gì nó cũng sẽ cắt parabol tại hai điểm chắc chắn nó phải có hai nghiệm là quá chuẩn các lớp hiểu ý không? Bây giờ vẽ đồ thị. Đầu tiên là vẽ y bằng 2 cộng 1 trước. Đây là một đồ thị bậc nhất đúng không? Nên đồ thị này là đường thẳng đi qua các điểm. Chúng ta chọn x bằng 0 đi. Thì y bằng 1 cho nó dễ. Nếu chọn x bằng âm 1 thì y cũng sẽ bằng âm 1. Hoặc em có thể chọn y bằng 0. Chọn y bằng 0 thì x bằng âm 1 phần 2 cũng được. Nói chung là tùy ý đều được cả. Còn với 2x bình y bằng 2x bình thì đây là một hàm số bậc 2. Bởi vậy đồ thị là một đường cong parabol có bề lõm hướng lên trên. Chúng ta chọn 1, x bằng 1 thì y bằng 2. Chọn x bằng âm 1 thì y vẫn bằng 2 đúng không? Theo tính chất đối xứng. Hàm số chẵn mà, giống như thầy đã dạy. Hàm số chẵn. Thì hai cái x đối nhau cùng được một cái y. Và tất nhiên đi qua điểm 0 không có độ là quá đúng Chúng ta vẽ được đồ thị như sau. Đó, em nhìn thấy không? Đó là đường thẳng thầy vẽ màu đỏ, còn đường cong parabol thì vẽ màu xanh. Em sẽ thấy hai cái đồ thị này cắt nhau tại hai điểm phân biệt AB. Muốn biết hai tọa độ của uh, hai điểm này bằng bao nhiêu thì chúng ta có thể gióng trên đó hoặc là em sẽ giải phương trình bậc hai này, giống như là phép tính ngày xưa ta học ấy. Em có thể bấm máy tính ABC hoặc là giải theo công thức nghiệm delta nhé. Nếu mà đẹp thì em đọc được luôn, nhưng theo thầy ở đây nó chả đẹp lắm đâu. Thì vì gióng xuống thì thấy nó không được nguyên lắm. Một cái thì nó khoảng âm uh, 0,4 gì đó. Còn, còn một cái thì nó khoảng là uh, bao nhiêu? Khoảng 1,4 hay gì đó. Hay giá trị x. ấy. Ừ. Thế nên là có thể không phải lúc nào đẹp đâu. Đẹp phải đọc được ngay đúng không? Ừ. Ta vẽ cẩn thận nhé. Cái này không khó đâu. Đây chỉ ôn lại thôi. Bây giờ chúng ta đến với vận dụng 1. Nếu lượng điện tiêu thụ từ trên 50 cho đến 100 kWh thì công thức liên hệ giữa y và x đã được thiết lập ở trong hoạt động 3 là không còn đúng nữa. Vì trong hoạt động 3 của chúng ta là chúng ta thiết lập là từ 0 đến 50 trên mỗi một cái vùng x khác nhau thì công thức của đồ thị hàm số lúc này không phải là giống nhau nữa, đúng không? Ừ. Tức là bên đây là điện bậc 2 đấy. Ừ. Theo giá điện bán lẻ sinh hoạt uh, bảng 6.2 thì lúc này chúng ta đã tính ra được cái số tiền phải trả. Các em đã tính được y bằng 1,678 nhân cho 50 số điện đầu tiên rồi cộng với 1,734 nhân cho x 50. Đúng không nhỉ? Nhân cho x 50. Với x của em thuộc trong cái đoạn từ 50 100 ấy, tức là cái số điện tiếp theo nằm trong cái bảng trong cái cái cái, cái gọi là gì đấy nhỉ? Điện bậc 2. Đúng không? Đó, thí dụ như là em dùng 70 số thì 70 trừ 50 là còn lại 20 số để tính nhân sang điện bậc hai. Các hiểu ý không nhỉ? Ừ. Thì đấy, lúc này dựa trên cái biểu thức tính toán này chúng ta tính ra được là 83,9 cộng 1,734 nhân x trừ 50. Hay nhân ra thu gọn ta được y bằng 1,734 nhân x trừ 2,8 đơn vị là 1,000 đồng. Vậy trên tập xác định D của em là nửa khoảng từ 50 đến 100 thì hàm số y mô tả số tiền cần phải thanh toán sẽ có công thức mới là 1,734x 2,8 đi 2, và tập giá trị của nó lúc này là từ 83,9 cho đến 170,6. Cả lớp chỉ cần thay hai cái số 50 và 100 vào thì cả lớp sẽ thu được cái tập giá trị này thôi. Các em hiểu không? Đấy, thay vào thôi. Hãy vẽ đồ thị của hình 6.3 vào vở rồi vẽ tiếp đồ thị của hàm số y bằng 1,734x 2,8 này trên đoạn d bằng nửa khoảng từ 50 đến 100. Tức là lúc đầu thì chúng ta đã vẽ một cái đường thẳng rồi Bây giờ tiếp tục chúng ta vẽ một cái đường thẳng nữa Một đoạn thẳng nữa, quên, sorry Nhưng mà vẽ trên hai đoạn khác nhau Rồi thử nối chúng lại để xem nó thu được điều gì các em nhé Bây giờ mọi người vẽ được đúng không? Chắc chắn hai đoạn này nó không thể thẳng hàng với nhau được luôn được Mà nó sẽ phải check lệch đi đúng không? Chúng ta sẽ vẽ được như sau Cái này không khó đúng không? Các em hoàn toàn vẽ được Đồ thị y bằng 1,734 x trừ đi 2,8 Chính là một cái đường thẳng đi qua điểm có tọa độ 55 và 92,57 và 60,101,24. Mọi người chọn cho thầy một số điểm đấy. Ví dụ như 55 và 60. Miễn là nằm, nằm trong cái vùng nửa khoảng từ 50 đến 100 là được. Em chọn đại diện. À, em ghi lại cho thầy là chỗ này chỉ tính là một, không phải một đường thẳng đâu. Có thật là một đường thẳng không? Mà có phải đoạn thẳng không? cũng chưa phải là một đoạn thẳng cả lớp ạ. À. Thầy đối cả lớp viết trong thiệp này là gì? Đây. Cái đoạn cũ thì là màu xanh rồi, là từ 0 đến 50 cả lớp hiểu không? Thì cái đoạn đó ta vẽ là một đoạn thẳng rồi, chúng ta biết rồi. Còn cái đoạn từ 50 đến 100 thì em có thấy không? Lúc này nó không tuyến tính và thẳng luôn theo cái xanh ban đầu mà nó lại uh, check lên một tí, cả lớp có thấy nó check cao lên một tí, nó không thẳng như thế này nữa mà nó check lên một tí như thế này. Đấy, đấy gọi là điện, điện bậc thang đấy chứng tỏ giá tiền điện lúc này đã được tính nếu mà 50 số sau so, nó, nó 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 nhích nó tăng lên thêm đấy. Được không nhỉ? Nó nhích nó tăng lên thêm. Nó không thẳng thế này nữa mà nó lại như thế này lên. Càng về sau so, em sẽ thấy là nó dần dần nó kiểu 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 như là nó dần hình thành ra kiểu một đường cong. Nhưng mà nếu nhiều đường về sau so chắp nối vào thì nó sẽ kiểu dần thành các cái đường cong. Mặc dù là các cái đường cong này kiểu đường cong à, kiểu các cái đường thẳng này kiểu gãy khúc. Nếu mà nhiều đường vào thì chúng ta nhìn bắt đầu cảm giác thấy nó đường cong. Ví dụ như thế. Các bạn hiểu chưa? Nó gãy khúc và nó, nó 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 lên dốc hơn tí. Rồi, đó. Thế thì cái phần mà đường thẳng tính từ 50 đến 100 do chúng ta xét trên nửa khoảng. Vậy nên lúc này chúng ta nếu mà cần nói rõ đồ thị cho đó, các em sẽ nói là một nửa đường thẳng. Vậy em em ghi hộ thầy rõ chỗ này bản chất là một nửa đường thẳng đấy các em. Đúng không? Chứ không phải là cả một đường thẳng đâu, đường thẳng thì lại kéo dài. Nó đây là cả nó chỉ là một nửa đường thẳng thôi nửa đường thẳng có hiểu không nhỉ? Tức là tính tại 100 mà không tính tại 50 ấy, chả phải một nửa đường thẳng ấy. Giống như kiểu là tia ấy, đấy kiểu như thế. Các bạn hiểu rồi nhá. Ừ. Và tương tự em có thể vẽ được các cái phân khúc tiếp theo. Thì trong sách giáo khoa họ cho em vào cái mục đó là tìm hiểu thêm. Nếu chúng ta vẽ tiếp các phân khúc tiếp theo từ 100 đến 200 rồi từ 200 đến 300 và 300 đến 400 chúng ta chấp nối lại thì chúng ta sẽ thu được một cái đồ thị rất hay. Nó dần dần nó sẽ hình thành và kiểu nó hình thành ra nó check check lên đúng không? Kiểu như là một đường cong vậy. Nếu mà chúng ta có nhiều đường thì hàm số mà mô tả cái sự phụ thuộc của y là số tiền phải trả theo x là lượng điện tiêu thụ. Lượng điện tiêu thụ trên từng khoảng x đã cho thì được mô tả bởi một cái hàm số mà cho bởi nhiều công thức. Ở đây chúng ta sẽ thấy là có 1 2 3 4 5 6 công thức liền. Thì đấy, người ta gọi đây là đồ thị của hàm số cho bởi nhiều công thức các em nhé đây cũng là một cái dạng toán rất hay và khi vẽ cái này thì cả lớp phải vẽ uh, từng đoạn một từng cái phần đồ thị một chúng ta chắp chúng lại và nối lại thì chúng vẫn là một đường liền vì em thấy không ví dụ như là ở công thức đầu tiên tính tại 50 thì công thức thứ hai không tính tại 50 nhưng mà chung quy lại là đồ thị hàm số này vẫn xác định trên vùng là từ 0 cho đến uh, trên 400 nữa. Tức là chúng ta đang xét trên tập xác định là từ 0 đến dương vô cùng. Bởi vậy ở các cái chỗ giữa thì đồ thị hàm số này, cái hàm số này của em nó vẫn xác định. Nên chúng ta vẫn tính đây là một đường cong liên tục từ trái qua phải các em nhé. Tại vì nó vẫn tính tại 50, 100, 200, 300, 400 nó vẫn xác định. Đấy, thì đây gọi là đồ thị của hàm số cho bởi nhiều công thức. Thì thông thường nó hay là các cái đường, thường là các cái đường gãy khúc nối với nhau. Nhưng sau khi nối lại thì nó sẽ vẫn là một đường liền. Hiểu chưa? Đây là đồ thị hàm số cho bởi nhiều công thức. Trên mỗi một cái vùng xác định khác nhau thì nó lại có một cái dạng đồ thị là khác nhau. Bởi vậy khi người ta cho em tính giá trị của hàm số tại một điểm nào đó, em phải xem điểm đó thuộc D mấy, D1 hay là D2. Các cái D này nó hợp lại thì sinh ra D, D tổng của cả hàm số này. Ta hiểu ý của thầy chưa? Đấy, ta phải thay vào đúng đúng chỗ nếu như mà người ta cho giá trị. em rõ rồi nhé. Đó, cái này là hoàn toàn chúng ta có thể vẽ được.